xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi mùi vận trình trầm lắng dậm chân tại chỗ bước sang tháng tân dậu thấy rằng đối với con giáp người tuổi mùi sẽ trải qua một tháng 8 khá trầm lắng và chưa có bước phát triển nào đáng kể các kế hoạch có dấu hiệu dậm chân tại chỗ nhưng chính bạn cũng không tìm được động lực để thúc đẩy bản thân khắc phục tình trạng này dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm suy còn giáp người tuổi mùi có tư tưởng an phận hài lòng với những gì mình đang có bạn thích dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống hơn là cố gắng phấn đấu cho bằng người này người khác hơn nữa khi đứng trước các cơ hội bạn cũng thường xuyên lo lắng tự ti không giảm tin tưởng vào khả năng của bản thân tình hình tài chính dù không đến mức suy giảm nhưng cũng khó có thể phát triển trong tháng này. Bạn thường xuyên thay đổi các quyết định của mình nên công việc nào cũng dở dàng, khó thu lại thành quả như ý. Việc thường xuyên trần chừ, do dự sẽ khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, tử vi tháng 8 âm lịch này thấy rằng tình cảm lại là điểm sáng không thể bỏ qua cho vận trình cuộc sống của con giáp người tuổi mùi nhận ra xung quanh mình luôn có người yêu thương, giúp đỡ, sẵn sàng cùng bạn vượt qua mọi khó khăn. Bạn rất cảm động và mong muốn đáp lại đối phương một tình cảm tương tự. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi ngôi luận về các phương diện trong cuộc sống. một Luận về phương diện công danh sự nghiệp Tháng 8 âm lịch cỏ nguyệt lệnh làm suy gây nhiều tác động xấu tới tinh thần và sự nghiệp của con giáp này. Bạn mong muốn được an phận thủ thương, chứ không muốn phẫn đấu hay gây thù trước oán với bất kỳ ai. Bạn nghĩ rằng mình đang cư xử dĩ hòa di quỷ, nhưng thật ra hành động đó đang khiến bạn dần làm thua chuột khả năng và chính kiến của mình. Bạn cần phải đứng lên thể hiện bản thân và quan điểm của mình đúng lúc thì mới khẳng định được vị thế trong tập thể khi đứng trước các cơ hội bản mệnh cũng nên nhắc nhở bản thân tự tin chủ động nắm bắt hơn đừng nên đánh giá thấp khả năng của mình cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ tức là đã nhìn thấy tiềm năng nơi bạn chỉ cần bạn chịu cố gắng phấn đấu bạn sẽ dần phát hiện ra những khía cạnh chưa từng biết tới của mình Dịch mã cũng cho thấy tháng này nếu bạn chăm chỉ làm việc không ngại xong pha thì có thể đạt được những thành tích mà chính bạn cũng không ngờ tới. Hãy coi khó khăn, vất vả là yếu tố không thể thiếu trong quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Tháng 8 âm lịch này, một số người trẻ tuổi hoang mang với con đường tương lai của bạn. Thì hãy hỏi ý kiến của những người đi trước, đừng vội vã chạy theo bước chân của bất cứ ai. Đồng thời, hãy dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của chính bản thân mình, bạn sẽ biết đâu là điều mình thật sự hướng tới. 2. Luận về phương diện tài chính Phương diện tài lộc của những chủ dê khá ảm đạm trong suốt tháng này. chủ yếu là do bạn thiếu đi tinh thần hăng hái tích cực chủ động đối diện với khó khăn và nắm bắt các cơ hội. Người làm kinh tế thường xuyên chần chừ do dự vì sợ khả năng của mình không đủ. Chính vì vậy mà bạn thường xuyên bỏ lỡ thời cơ tốt vào tài đối thủ. Trên thực tế, nếu bạn chưa thử sức mình thì bạn sẽ chẳng thể biết khả năng của mình tới đâu. Còn dấp này không nên quanh quẩn mãi trong vòng an toàn và tự hạn chế khả năng của mình. Dịch mã cho thấy nếu muốn kiếm tiền về đầy tuổi thì tháng này bạn không nên sợ vất vả bôn ba. Nhiều khi những sự cố bất ngờ xuất hiện lại khiến bạn biển nguy thành cơ khẳng định bản lĩnh của mình. Khi bạn đã gây được tiễn vang trên thị trường thì lượng khách hàng đổ về sẽ ngày một đông đúc hơn. Tháng 8 âm lịch này khi đồng tiền chưa thật sự dư giả thì bạn hãy chú ý hơn tới việc chi tiêu tốt nhất trở nên phong phí hay chạy theo thị hiểu của thị trường. Tình hình sức khỏe bất ổn cũng sẽ khiến bạn phải tốn một khoản để trả chữa, vì thế nhớ để sẵn một khoản dự phòng. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tháng 8 âm lịch này, phương diện tình cảm của người tuổi môi là điểm sáng. Trong cái rội có cái may, bạn có thể nhận ra ai là người tốt bụng, chân thành với mình và sẵn sàng cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Người độc thân phải đối diện với những điều mà mình không mong muốn. Có những lúc bạn muốn buông xuôi, phỏ mặt số phận để mọi việc được đến đâu hay đánh đẩy. Nhưng chính những lúc như thế này lại có người xuất hiện truyền thêm cho bạn động lực, giúp bạn tin tưởng hơn vào bản thân. Những việc người đó làm có thể khiến bạn cảm thấy rất cảm động, bạn cũng nhận ra được những cảm xúc chân thành mà đối phương dành cho mình. Vì thế, nếu có thể, hãy cho người ấy cơ hội được ở bên bạn và hiểu thêm về bạn nhé. Với những người đã có đôi có cặp, bạn cũng thường xuyên nhận được sự động viên, an ủi từ người ấy mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại. Nhờ có đối phương mà bạn có thêm dũng khí, động lực để đối diện với những khó khăn và những điều chưa biết trước bốn luận về phương diện sức khỏe chia buồn đối với con giáp người tuổi mùi vì sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm trong tháng tân dậu này bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi lo lắng nên không muốn làm bất cứ việc gì dù không có sự cố nào lớn xảy ra nhưng bạn vẫn cảm thấy có những áp lực nặng nề con giáp này cần rèn luyện cách suy nghĩ lạc quan tích cực hơn như vậy thì bạn mới có thể cảm thấy khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Còn nếu lúc nào cũng đắm chìm trong những suy nghĩ bi quan, bệnh tật thì bạn sẽ chỉ càng thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Nếu mắc bệnh trong khoảng thời gian này, bạn cũng nên chủ động trả trở, đừng vì sợ hãi mà tìm cách kéo dài thời gian. Càng chữa bệnh sớm thì bạn càng khỏi bệnh sớm. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi ất môi sinh năm 1955, mệnh kim, năm sao phần hưởng, nữ sao la hầu, khẩu huyết. Tinh thần quậy quại không muốn làm việc, dễ thỏa mãn với những gì mình đang có. Quỷ nhân phù trợ, tuổi hại, tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tuất màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi đinh môi sinh năm 1967, mệnh thủy, nam sao thủy diệu nữ sao mộc đức khẩu quyết thường xuyên trần trừ do dự bỏ lỡ những cơ hội làm giàu một cách đáng tiếc quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi ngọ tiểu nhân tuổi tuất tuổi thân màu sắc may mắn màu xanh màu trắng ba tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 mệnh hỏa nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết không nên suy nghĩ bi quan hãy trao đổi với mọi người xung quanh quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi tỵ tiểu nhân tuổi ngọ tuổi sửu màu sắc may mắn màu cam màu xám bốn tuổi tân mùi sinh năm 1991 mệnh thổ nam sao phân hưởng nữ sao la hầu khẩu quyết nhận ra ai là người luôn bên bạn giúp đỡ và ủng hộ bạn quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mạo, tiểu nhân tuổi thìn tuổi tỷ, màu sắc may mắn màu nâu màu cà phê năm tuổi quý môi sinh năm 2003 mệnh mộc năm sao thủy diệu nửa sao mộc đức khẩu quyết vợ chồng hòa thuận biết bao dung và cổ vũ nhau trong cuộc sống quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi mão tiểu nhân tuổi sửu tuổi tuất màu sắc may mắn màu đen màu xanh